Hello, xin chào mọi người trở lại với channel của mình. Và hôm nay là mình sẽ trở lại với một tựa game không phải là Ocean No More nữa. Và hôm nay mình sẽ trở lại với tựa game Mr. B. Không phải Mi nữa, Beat. Cái gì đó mình cũng chả biết. Và cái game này nó cùng cha đẻ của cái game Evil nên mấy bạn. Và nó cũng nó chơi tương tự vậy bạn, vậy những mã rồi cái gì bla bla các thứ. Và cái game trước thì mình cũng chả biết luôn. Mà mình cũng không có làm cái series đó. Đó mà mình bay qua cái series rồi mình làm. Là kiểu như là mình sẽ test hết game rồi mình lúc sau rồi mình chơi kiểu như giải đố hết mấy bạn. Các bạn hãy chờ nhé. Mình chơi luôn các bạn. Và mất tích thất lạc Emila Clark với một bài da đen, da ngâm đen. Ok chơi đi. Mệt quá. Ok vô game luôn. Đấy, ra một chiếc xe giống Evil nữa các bạn. Và đi tới một cái nhà thằng Mr. Beat. Mít. Tới kiếm địa chỉ. Bị ngáo. Nó bị ngáo rồi các bạn. Kiếm địa chỉ vô nó chứ phải. Trời. Gì đây? Mới vô cho mình cái súng các bạn. Mình sẽ tìm một cái gì đó, mình sẽ đi xung quanh đây. Coi có gì không. Hai cái căn nhà này đây. Mẹ gặp không biết cái chết bà luôn. Ê điên ngồi. Mày điên à. À bắn cái nó quảng cáo mày khốn nạn. Quảng cáo vừa vừa thôi chứ tao biết game free đó. Ra bắn chết không biết tao biết luôn. Thôi mày xuống dưới nhà mình coi trước cái đó. Xuống đây tao bắn chết bài luôn á. Ra cất đau mẹ đi. Nó bắn cái đó quảng cáo. Vừa bắn cái đó quảng cáo vô game cái ông này quýnh chết bà mình luôn còn mà nó kỳ lạ. Ô nhà mình không có súng nữa bạn, mình nhốt luôn rồi. Rồi lục có gì không. Gì không? Mình nhốt hôm nay luôn rồi. Ra. Có chó vậy. Xong thấy gì? Đây này. À, cậy cái này các bạn. Thấy cậy. Đây. Đúng luôn. Đây ra. Kiếm lại cái súng của mình các bạn. Chúng mình mất tiêu à. Mẹ bị ông đĩ đó. Chuồng gà. Ui có cái gì quá. Khaki. Ờ chụp cái xe. Cái dũng chụp cái này không được. Mở cửa được hả. Thì đi lên đây. Đây. Đi qua bên đây. Nhà xí hả. Cái này là nhà xí hả. À núp. Núp. Nhà xí để núp mấy bạn. Phải là bà dưới. Chứ không thấy. Bỏ khu tao nha. Trời. Tầng hầm bí mật. Hợp người xuống. Có mẹ mấy. Hết hồn. Ồ cái này là. Là phòng bếp mấy bạn. À, chỗ này mình bị chơi luôn. Mình làm lại cái sao.
Thằng kênh của bố. Ê, mẹ. Chơi bố mày. Mẹ mày. Thôi mình sẽ nạp đàn lại chứ các bạn. Ủa không được. Mở. Phải mở cửa này vô. Gọi điện, gọi điện. Bấm cái lồng về gì ấy. Như chú, roof. Có gì không? Có gì hết. Ok, ok các bạn. Mẹ, mình sợ muốn đá con quần nên mình phải nạp đàn lại bạn. Thôi và mình tìm một cái búa nè bạn. Đây, có gì nữa không? Ông dạy là bắn, ông này. Cái búa này làm cái gì á? Đập gì không? Đập cái gì đó. Ô cái key. Theo cái key nữa. Ồ. Mình sẽ quăng cái key này ở đây. Mình sẽ đi xuống thử xuống dưới nhà bạn. Tỉnh dậy chưa? Vậy tao bắn tiếp à? Rồi đi nó đi. Hình như cái lấy cái key này bạn để mở được cái hòm đó. Ui nó treo giò lên rồi gớm thế nhỉ. Tỉnh gì chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh hả? Ê chết chào chứ ngu ui. Push. Khoan nạp đạn. Đạn là quất ổng thôi bạn. Mở nó. Mày đâu mày xuống đây. Cứ xuống đây. Oh come on. Hốp. Con mẹ nó. Xuống. Hello. Hello. Ôi. Làm gì đi tao. Này rút được weapon. Ok can thôi bạn. Mình sẽ nạp lần lại. Ok bạn. Mình nạp lên được một viên đạn nè. Anh lên chơi ổng mày. À mày đâu. Bẹp rào cướp hả? Mày sợ liền hả mày? Chơi tao. Tôi chào chỉ ăn cướp thôi. Hiểu không? Rồi cái chìa khóa này đâu ta? Đây. Mình sẽ mở được cái này không? À cái búa mình sẽ mở được cái đó vậy. Mình sẽ lấy vô lấy lại cái búa. Phòng này mở được không? Một phòng khác nữa vậy. Cái búa thì bố lẻ lên đi được không ta? Này là quái quỷ gì vậy? Mình cũng chả biết nữa mày. Đây cái này là núp này cốc có gì luôn cái gì đây không có gì luôn hử đây nè không có gì luôn. Không có gì luôn. Đùa nhau à. Có gì không? Chỉ cắt coi. Rồi mình sẽ lấy cái kim này mình đi vòng vòng mày. Mình sẽ kiếm mà. Ông này không có gì không? Bước lên quốc không? Cái gara xe nè bạn. À lấy gì ta? Có gì hay không? Chỉ có một cái gì thôi mà. Không có gì hết bạn. Đủ.
Mày làm gì? Mẹ ra phòng khách. Không biết làm gì luôn. Tôi sẽ ra ngoài đây thử. Như nãy mình đi trong đây đúng không mày? Đi trong này. Nó sẽ giờ mình ra được rồi nè, mà nó không chịu cho mình ra. Lấy cái chìa khóa nãy trong gara mày. Được không? Ủa, chứ không phải. Chìa khóa này à? Không phải chìa khóa này các bạn ơi. Nhầm rồi. Không phải luôn. Cái cây sọt gươi mà quanh đâu hả? Thôi xong. Tôi rồi. Tôi mình rồi. Nè mà không được gì luôn. Ok, ở đâu thôi. Chả thấy gì. Không biết làm đường hầm chi vậy. Ui mẹ mày. Nhìn cứt á. Ngấp mẹ. Gì làm gì được bố mày. Ủa ồ mới vừa gáy luôn. Ồ lại nha, mình mới vừa gáy luôn. Vui nha. Nhốt chỗ khác vậy. Đi đây được không? Ừ, đi đây được nữa. Ồ. Xung quanh đây có gì không? Thấy gì vậy bạn? Đây là cái bình thường thôi. Đây đi hầm lên, gặp ổng nữa nè. Vừa lên cái ú à cái chết bà luôn. Con trên lầu á. Điếm chó nè. Đi xuống. Đi mẹ. Đi xuống mẹ. Không biết chế luôn. Có căn phòng bí mật. Có bơm. Thấy bơm không? Quá tiêu. Có vụ này nữa hả? Mổ heo mẹ. Mổ heo. Sao lấy được chứ cái kia? Quăng được không? Mình coi. Quăng trúng không mày? Câu lên. Con mẹ nó. Câu lên lấy cái bơm. Không được. Được không? Cái than nè. Có than nè. Hello motherfucker. Được. Ủa sao mình không nghe nhỉ? Khốn nạn quá đi mà. Rồi, đêm cuối luôn. Mình đang khám phá tất cả xung quanh mà. Không vô mình chả nghe quái quỷ gì hết. Đây. Cái gì? Đây.
Con mẹ mẹ hết hồn. Con có vậy không? Thiệt luôn. Thiệt luôn. Thiệt luôn hả? Đĩ heo. Mẹ, còn chơi gì không đĩ heo? À, đĩ heo. Đĩ heo chơi mình mấy bạn. Đĩ heo. Chán thiệt. Ok. Và tập này mình chơi đến đây thôi. Và nếu bạn thấy series này hay, và không phải series nữa mà gọi là một tập giải trí, và sau đó mình sẽ chơi đàng hoàng vào hai tựa game là Evil Nun với lại cái Mr. Meat này. Mr. Meat này hay hơn là Evil Nun mấy bạn. Theo mình thôi nha, chứ tùy bạn thôi. Và nếu bạn thấy tập này hay thì để lại cho mình một like, một subscribe để có động lực mình ra tập nhiều tập tiếp theo. Và nếu bạn thấy mình kiểu như mình chơi ngu vậy thôi chứ thật sự mình ngu thiệt, nhưng mà mình vẫn thích giữ cái chất gọi là mới đầu vô, là cảm giác đầu tiên mình chơi game đó ra sao mình truyền đạt cho bạn. Và mình không quan tâm mình chơi hay hay mình chơi dở bạn. Nếu bạn không thích thì mình sẽ cải thiện vào những tập sau, và có lẽ là cái cảm giác mới đầu chơi thì nó sẽ không như là cảm giác kiểu như chơi rồi, test qua rồi là mình quay lại, bạn hiểu không? Nếu bạn thấy video này hay, bạn nói lại câu đó nữa và để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Và mình sẽ làm ra nhiều tập khác nữa. Và tạm biệt các bạn. Bye bye.